Xin chào tất cả các thầy cô, xin chào những ai đang xem video. Hôm nay cô giáo Thanh Tâm xin dẫn mọi người cách trộn đề và tải đề thi offline của phần mềm Azuta. Bởi vì sự phần mềm Azuta bây giờ cải tiến rất là nhiều và rất là tiện lợi cho giáo viên. Cho nên là nếu ai chưa biết thì thật là đáng tiếc và mình hãy tận dụng cái phần mềm này đi. Thanh Tâm xin chia sẻ một mình. Phần mềm Azuta thì quản lý học sinh rồi quản lý lớp học. Chúng ta biết là chúng ta làm như là một cái thư mục trong máy tính ấy. Thì đầu tiên là chúng ta tải lên một cái đề. Chúng ta vào trang chủ. Thì chúng ta vào một đề thi này. Có thể tạo thư mục để theo các lớp cho nó dễ quản lý. Ví dụ như đây là Thanh Tâm đã có môn toán 12 này, hay miễn đề thi này. Đó. Ví dụ như vào toán 12. Công ty trung học phổ thông quốc gia. Khi mà nó nhắc hoặc là chúng ta không tải được thì chúng ta nhấn vào cái phần chọn này để chúng ta nát lại phần mềm. Ví dụ tạo thư mục ở đây cô Tâm đã có thư mục ở nhà này. Đúng vào đây. Đây đã có một đề thi thử đây. Mình tạo thêm một cái đề nữa này. Thì khi bấm vào tạo đề thi, chúng ta sẽ bấm vào tạo đề thi này. Sau đó tải lên. Thì ở đây nó sẽ có thể định dạng tệp dạng PDF, dạng file Word hay là Excel đều được. Thì nếu mà chúng ta không có đề mẫu thì chúng ta có thể tải đề mẫu ở đây. Đề mẫu dạng PDF, đề mẫu dạng doc hay là kể cả file Excel bản đáp án để thi offline. Mình bấm vào cái mũi tên này để tạo lên. Và tìm tới thư mục để cũng có đề số 3 này. Và bấm vào Open. Trong thời gian đợi tải lên thì chúng ta xem phần mềm kiểm tra check các câu xem đã đúng mẫu chưa hoặc là đáp án đã đi lên chưa, đáp án đúng chưa, đúng rồi check ở đây. Như vậy là từng câu là đáp án đã được tích rồi. Chúng ta sẽ bấm vào tiếp tục. Như thế này là hiện lên là gì? Có câu mà chưa có đáp án đúng không? Khi một câu mà lỗi như thế thì mình có thể sửa luôn trực tiếp đây. Phần mềm bây giờ nó rất là tiện. Vẫn có câu chưa nhỉ các bạn? Đúng rồi. Nhưng không báo lỗi nữa, tức là các câu mình đã có đủ đáp án rồi. Và đợi nữa. Ở đây tên thì mình có thể đặt theo ý của mình. Khối môn và có thể nhập mô tả ví dụ đề thi này có bao nhiêu câu, làm trong bao nhiêu phút. Sau đó bấm vào lưu. Thì thông thường toán nó sẽ lát lâu bởi có nhiều hình ảnh của công thức toán. Còn ví dụ những cái môn mà chỉ có chữ thôi thì thời gian lát nó nhanh hơn.
phần trăm chạy trên chương trình. Trong thời gian đợi loát này thì chúng ta thấy à, mỗi một đề thi đưa lên nó sẽ được cài đặt cả online và offline. Và online thì mình sẽ cho học sinh làm trực tiếp ở trên phần mềm này, còn offline thì mình sẽ tải đề về và phát cho các con làm trên lớp. Đây, ở đây có thứ nhất là có ba loại: cài đặt làm bài thi online và in đề. Thì hôm nay trung tâm sẽ hướng dẫn mọi người cái phần in đề này. Thì in đề để tải về cho học sinh thì mình có thể chọn được đề. Đây, số lượng đảo đề là bao nhiêu? Mình để vào đây là số lượng. Cái phiếu trả lời thì mình có thể chọn phiếu 50 câu hay là 20 câu tùy theo cái số lượng đề mình cho. Ở đây có cái tạo đề con. Cái này là ví dụ như mình có một kho câu hỏi, mình có thể lấy 40 câu hỏi trong cái đề. Ví dụ mình tải lên 100 câu hỏi và mình lấy 50 câu hỏi trong 100 câu đấy cũng được. Nhưng ở đây mình chỉ tải lên 50 câu thôi thì mình không tạo đề con được từ cái đề đó. Đấy. Nhưng mà ví dụ như mình tải lên 50 câu và mình muốn lấy 20 câu trong đó thì mình tích vào đây. Mình tích vào đây thì mình sẽ chọn là bao nhiêu câu tổng số điểm trong đề con. Để thêm thông tin cho cái đề. Đấy. Mình không có tạo đề con thì mình bỏ cái này đi. Đó, 4 đề trộn xong. Ví dụ đây có thể nhập mã đề tùy chỉnh. Có thể là mã 101, 102, 103. Còn cách nhau bởi dấu phẩy. Còn nếu không thì mã đề sẽ theo mã đề của phần mềm. Mình bấm vào in đề và phiếu này. Ở đây quan sát là khi in đề về thì nó sẽ ra dạng file Word hoặc là file PDF. Đấy. File cả file đáp án luôn. Và file đề thi kèm đáp án chi tiết. File danh sách số ba xanh. Mình tải về cái nào mình sẽ bấm vào tải về đây. Thời gian đợi bắt được bao nhiêu đề nó hiện lên. Mẹ muốn tải cái nào nữa thì mình tự có thể tải tiếp. Và nó sẽ tải về ở phần download. Ở dạng nén và chúng ta sẽ có đủ các đề và file Word, cho nên mình có thể chỉnh sửa theo ý của mình nếu nó chưa hợp lý. Như ở đây về số 1, 2, 3, 4 mình bấm vào xem. Cũng bằng dễ đúng không? Đấy, mã đề là 001 mặc định của nó, mình có thể sửa theo ý của mình. Đấy, rất là tuyệt vời đúng không? Rồi, trước thầy cô thành công vào chỗ đề được rất nhiều đề thì chúng ta làm phát đề cho học sinh. À, xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Và thầy cô sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt trên online thì vào cho học sinh. Xin chào và hẹn gặp lại.